Tuấn Nguyễn Cuộc Sống Quanh Ta. Xin mến chào các bác anh chị và các bạn nhé. Chiều tối hôm nay tôi sẽ gửi đến các bác anh chị các bạn một video clip về không khí những tuyến phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm, để các bạn thấy được hình ảnh của những con phố của thủ đô Hà Nội. Hiện nay tôi đang đứng ở trung tâm quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và các bạn sẽ đi cùng tôi nhé. Trước màn hình là đài phun nước của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục các bạn ạ. Rất đông, rất nhiều du khách. Đây, bên này là cả du khách nước ngoài này. Buổi chiều tối hôm nay thời tiết rất mát mẻ. Hiện nay tôi đang di chuyển trên con phố Lê Thái Tổ các bạn ạ. Các bạn sẽ cùng với tôi đi một vòng một số tuyến phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm. Các bạn xem clip video này của tôi, các bạn hãy chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến cảnh đẹp của những con phố của trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bên con đường dạo bộ quanh Hồ Gươm, các bạn nhìn thấy rất nhiều các du khách, cả những người dân đang đi tập thể dục. Không khí trên những con phố quanh Hồ Gươm rất nhộn nhịp các bạn ạ. Đây, rất nhiều xích lô đang đợi để đón khách nha, đi trải nghiệm quanh Hồ Hoàn Kiếm. Tôi sẽ mời các bạn sẽ cùng với tôi đi vòng ra phố Hàng Khay và đi tham quan con phố Tràng Tiền nhé. Bây giờ là vào khoảng 18:30 buổi chiều tối các bạn ạ. Các bạn thấy thủ đô Hà Nội, những con phố ở trung tâm khi mà đèn đường đã được vận hành lên trông rất đẹp và lung linh. Đây là con phố Hàng Khay, men theo Hồ Hoàn Kiếm các bạn ạ. Tôi sẽ di chuyển hết con phố Tràng Tiền và ra quảng trường Cách Mạng Tháng 8 và nhà hát lớn của thành phố để các bạn cùng xem nhé. Trước mặt màn hình các bạn đang xem là phố Tràng Tiền. Con phố Tràng Tiền này được bắt đầu từ phố Hàng Khay và kết thúc tại quảng trường Cách Mạng Tháng 8, nơi có cái nhà hát lớn tọa lạc. Đây, có một anh đang đứng cái chụp ảnh này.
Đây rất nhiều khách du lịch của nước ngoài này, họ đến đây họ thưởng thức cái kem Tràng Tiền này. Đây là kem Tràng Tiền các bạn nhé. Đấy, phía bên tay phải các bạn là khách sạn Dân Chủ. Khách sạn này cũng nổi tiếng và rất lâu đời rồi các bạn ạ. Đấy, phía trước là quảng trường Cách Mạng Tháng 8 và nhà hát lớn của thành phố. Tôi sẽ dừng lại và tôi ghi toàn bộ cái không gian của nhà hát lớn để các bạn cùng xem nhé. Đấy, phía xa xa kia là cái điểm đỗ của xe buýt 2 tầng. Các bạn nhìn thấy nhà hát lớn không? Rất nguy nga và lộng lẫy. Bây giờ tôi sẽ di chuyển tiếp để các bạn tiếp tục chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp về buổi tối của thủ đô Hà Nội nhé. Tôi sẽ tiến lại gần phía nhà hát lớn. Đây rất nhiều taxi đỗ để đón khách các bạn ạ. Đây có một số bạn trẻ đây, bạn đang những khách du lịch nước ngoài đang chụp ảnh về kiến trúc của nhà hát lớn. Đấy, các bạn nhìn thấy nhà hát lớn rất đẹp không? Khi mà buổi tối thành phố lên đèn, ánh đèn lung linh tạo kiến trúc càng đẹp hơn. Hai bên đường rất nhiều các cái ngôi nhà cổ, kiến trúc của Pháp. Bên tay trái màn hình các bạn là vườn hoa con cóc. Các bạn nhìn thấy không? Vườn hoa con cóc rất đẹp. Và đây là quảng trường trước tòa nhà của Ngân hàng Nhà nước các bạn ạ. Đấy, tôi dừng hình đây, tôi sẽ đưa máy quay lên để các bạn nhìn nhé. Đây là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Còn đây là toàn bộ không gian của khu vực trước cửa nhà hát lớn, trước cửa Ngân hàng Nhà nước. Người ta dựng một cái biểu tượng rất đẹp, có chữ Vietcombank. Bây giờ các bạn sẽ cùng với tôi đi ra phố Lê Thạch nhé, và đi ra phố đi bộ của Hồ Gươm. Đây là phố Lê Thạch này. Phía trước kia là giao cắt với lại cả phố Đinh Tiên Hoàng. Vào những ngày cuối tuần thì tất cả những con phố này đều được dựng hàng rào lên để tạo thành phố đi bộ các bạn ạ. Các bạn hãy like, chia sẻ những hình ảnh đẹp về con phố của thủ đô Hà Nội. Những con phố tôi đi qua đều thuộc là những con phố cổ. Và bây giờ tôi đã đến phố Đinh Tiên Hoàng. Phía trước bên kia là Hồ Gươm. Các bạn nhìn thấy không?
Hồ Gươm và Tháp Rùa. Phía trong này là có tượng đài Lý Thái Tổ các bạn ạ. Rất nhiều các em nhỏ đang vui chơi giải trí ở đây. Rồi tôi mời các bạn đi tiếp nhé. Các bạn sẽ đi cùng với tôi sang phía bên gần với đường dạo bộ của Hồ Hoàn Kiếm nhé. Đây, rất nhiều khách du lịch của nước ngoài đang đi bách bộ trên con đường dạo. Đây là một cái quần thể di tích lịch sử rất nổi tiếng các bạn ạ. Ở phía bên trong kia là cầu Thê Húc. Các bạn nhìn thấy rất nhiều du khách đây nhá, du khách nước ngoài cũng có này. Người ta đến đây người ta cũng rất ngỡ ngàng với cái di tích của Việt Nam. Phía bên kia là đền Bà Kiệu. Các bạn sẽ cùng với tôi đi một vòng các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm vào một buổi chiều tối. Ở phía bên kia là nhà hát múa rối Thăng Long. Đây và tôi sẽ khép kín một vòng quanh Hồ Gươm trở lại với quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Và tôi mời các bạn sẽ cùng với tôi đi dọc con phố Hàng Bông nhé. Để vào con phố Hàng Bông thì chúng ta sẽ tiến vào con phố Hàng Gai. Đây là phố Hàng Gai các bạn ạ. Đây là từng đoàn khách du lịch của nước ngoài này, họ đang đi bộ để đi tham quan phố cổ Hà Nội. Bây giờ tôi mời các bác anh chị và các bạn sẽ cùng với tôi đi dọc con phố Hàng Gai và phố Hàng Bông để xem về không khí buổi chiều tối trên những con phố cổ này như thế nào. Đấy, hai bên phố Hàng Gai họ bán rất nhiều các cái mặt hàng dành cho khách nước ngoài để mua để làm lưu niệm khi đến với phố cổ Hà Nội. Ôi đông quá, giờ này sao đông thế. Đây, có một cái xe tạt vào đón khách này.
phía trước các bạn nhìn thấy có một gia đình khách nước ngoài, người ta đang đi bách bộ. Đây bên này là các cửa hàng bán lưu niệm này, rồi cả spa này. Đông quá, xe còn bắt khách giữa đường thế này. Đây các bạn nhìn thấy không? Trên con phố hàng bông này. Đấy, đây là phố hàng bông nhá. Rất nhiều các mặt hàng bán cho khách du lịch của nước ngoài. Xen kẽ cửa hàng là các khách sạn lưu trú của khách nước ngoài các bạn ạ. Đây có một hai chị khách nước ngoài đang đi trải nghiệm xin lô. Các bạn nhìn thấy con phố hàng bông này hai bên sầm uất không? Đây là ngã tư giao cắt giữa phố hàng bông và phố hàng gia. Tôi sẽ ghi hình ảnh gửi đến các bạn hết con phố hàng bông này nhé. Ra đến ngã tư cửa Nam tôi sẽ dừng cái video này. Đấy, một buổi chiều tối trên những con phố cổ, những con phố quanh hồ Gươm, tôi muốn gửi đến các bạn biết về thủ đô Hà Nội. Các bạn hãy like, chia sẻ để cho du khách trong nước và du khách nước ngoài biết về những con phố của thủ đô Hà Nội. Bây giờ tôi xin được tạm dừng cái video tại đây. Xin cảm ơn các bác, anh chị và các bạn đã cùng tôi đi một vòng những con phố cổ, những con phố của thủ đô Hà Nội vào buổi chiều tối. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Còn đây là ngã tư cửa Nam các bạn ạ.